là đang quá trang thành cái ông Einstein gì đó. Nhà bác học Einstein. Cái này là female version của Einstein. Giống thiệt luôn á ngoại. Giống ghê lắm. Giống Einstein. Ngoại nhớ ông Einstein không? Nhà bác học vĩ đại, lừng danh của thế giới. Nào thế về. Trời ơi, giấc bao người ta rồi. Quay phim má kìa. Cái này. Con không có quay phim, con livestream thôi. Này sẽ đi vào lịch sử nhân loại của thế giới. One oh one of my son. Có ai lộn chúc mừng ngoại không? Thay vì nói con mấy đứa cháu chúc mừng ngoại. Ai one oh one years old không nói gì, nói one oh one Dalmatian rồi. Này lưu hành ở bộ đó nha. Đi cùng thế giới là không được. Wow. Cửa này sao nằm nguyên được? Này tối nay bầu xin cũng ngồi mà. Cho đại cho cũng ngồi không đó nha. Trang có muốn sắp hàng ra uống không nè Trang? Loạn loạn hay. Ra coi nè, đẹp. À, có nhượng cho ngoài không à? Chị nhượng. Dạ nhượng thì trẻ quá ha. Dạ. Để vậy mới đúng hợp thời trang nha con cái. Làm giống như bà Đầm mà. Dạ. Bữa sau không lấy cái ống gì đọc cho nó luôn, cho nó ấy ấy. Sao à? Nó là Insta. Giống như mấy trái giò đó chị. Cái đồ chụp. Ờ, đồ sao chụp. À? Dạ, ừ. Cái đó phải có đồ chụp. Cái này. Mà cái nó lâu lắm. Dạ. Nên làm liền. Đẹp, đẹp liền. Dạ. Tôi sống. Bộ rồi đấy thì mua hả? Gửi cho mấy ngoại sao? Dạ, một chút chạy. Có đâu để nguyên vậy thì nó giữ nguyên vậy luôn. Cho mình luôn. Hay quá, ha. Dạ. Nằm cũng không sao hay. Dạ không sao. Ừ. Sáng thì nằm thì nó hơi xẹp một chút thôi. Kéo kéo lại. Quá hay. Dạ. Cái đầu của ngoại là on fire luôn này. Chị muốn không? Thôi. Cái này là không muốn làm Einstein. Mình không đủ thông minh như ngoại. Về bển bà gái nhận không ra chứ. Nói anh đổi hệ rồi nào. Quá tuyệt vời, một khung cảnh rất là hay luôn.